kính chào quý vị và các bạn. Mặc dù đã bước vào nửa cuối tháng 11, nhưng thời tiết ở tại miền Bắc mấy ngày qua vẫn nắng nhiều và có cảm giác hơi nóng vào trưa chiều, với nhiệt độ trong khoảng từ 26 cho đến 29 độ, có nơi 30 độ. Đây là mức nhiệt tương đối cao so với thời điểm này hàng năm. Tuy nhiên, từ giờ trở đi, các đợt không khí lạnh từ phương Bắc sẽ tràn về với tần suất liên tục và cường độ mạnh hơn, khiến cho nền nhiệt hạ dần và trời chuyển rét. Vào thời điểm này, bộ phận không khí lạnh có cường độ khá mạnh đã tràn xuống các tỉnh vùng núi phía Bắc, sau đó đêm nay sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và ở tại Bắc Trung Bộ. Cùng với quá trình tăng cường của không khí lạnh là sự xuất hiện trở lại của những cơn mưa rào và dông. Từ chiều tối nay, nhiều nơi ở tại Bắc Bộ đã có mưa, trong đêm nay sẽ lan rộng ra toàn khu vực, trong đó khu vực vùng núi, cục bộ có những điểm xảy ra mưa dông kèm theo tố lốc và gió giật mạnh. Đáng lưu ý hơn cả là đợt không khí lạnh lần này sẽ làm cho nền nhiệt trên toàn miền Bắc giảm mạnh, đặc biệt là về đêm. Từ tối và đêm nay ở các tỉnh Bắc Bộ trời sẽ chuyển rét, với nhiệt độ thấp nhất ở hầu hết các nơi đều dưới 20 độ, vùng núi sẽ là từ 13 cho đến 15 độ, vùng núi cao có nơi còn ở dưới mức 13 độ. Mức nhiệt này sẽ còn duy trì trong suốt những đêm tới. Sang đến ngày mai, khi đã nằm trọn trong khối không khí lạnh và khô, thì mưa sẽ giảm dần ở tại Bắc Bộ. Tình trạng nhiều mây duy trì cả ngày cùng với nhiệt độ trưa chiều đều không vượt quá ngưỡng 23 độ. Riêng ở phía các tỉnh Tây Bắc, nhiệt độ cao hơn trong khoảng từ 2 cho đến 3 độ. Những ngày sau đó, nhiệt độ ban ngày sẽ tăng nhẹ, nhưng nhìn chung cảm giác se lạnh vẫn duy trì. Không khí lạnh cũng sẽ mang mưa dông quay trở lại với các tỉnh ở Bắc và Trung Trung Bộ trong ngày mai. Thậm chí có nơi xuất hiện mưa vừa đến mưa to, kèm theo đó là nhiệt độ giảm sâu từ 3 cho đến 5 độ so với ngày hôm nay. Trời chuyển lạnh ở các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh với nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 23 cho đến 25 độ. Ở các tỉnh Trung Trung Bộ, cao nhất cũng không vượt quá ngưỡng 27 độ, thời tiết mát mẻ. Riêng ở các tỉnh thuộc Nam Trung Bộ, do nằm xa hơn về phía Nam nên ngày mai trời vẫn ít mưa và có nắng, với mức nhiệt trưa chiều dao động trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ, thuận lợi cho công tác khắc phục hậu quả của mưa lũ, sạt lở của người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, từ khoảng ngày 23 trở đi, khả năng mưa dông sẽ lại lan rộng trên toàn khu vực Trung Bộ. Ở tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết ít biến đổi, ban ngày trời nắng, với nhiệt độ cao nhất trưa chiều phổ biến trong khoảng từ 28 cho đến 31 độ ở tại Tây Nguyên và từ 30 cho đến 33 độ ở tại Nam Bộ. Riêng các tỉnh ở miền Đông có nơi còn xấp xỉ 34 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở tại Vịnh Bắc Bộ từ đêm nay có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Từ gần sáng mai, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc cũng mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Riêng khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Trường Sa, nhiều khả năng sẽ chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới từ Philippines di chuyển vào. Hiện nay áp thấp nhiệt đới vẫn di chuyển nhanh theo hướng Tây, ngày mai sẽ đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão số 9 trong năm nay, đe dọa Nam Trung Bộ trong dịp cuối tuần. Trong 3 ngày tới, khu vực Nam Biển Đông sẽ xuất hiện mưa dông diện rộng kèm gió giật mạnh. Ở vùng biển Đông Nam Biển Đông, từ sáng sớm mai có gió mạnh dần lên mức cấp 6 đến cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Như vậy là trong đêm nay và ngày mai, không khí lạnh có cường độ khá mạnh sẽ gây mưa ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cùng với nền nhiệt giảm sâu, trong khi thời tiết ở các khu vực còn lại khá ổn định trước khi tăng mưa trở lại do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão. Bản tin thời tiết tổng hợp tối 21 tháng 11 cũng xin khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại!